sao Năm quấn mình đó. Năm trù ém tao đó ha. Chết tía mày rồi Út Lì ơi. Tao nghe nhóc lỗ tai rồi. Má ớn lạnh quá má ơi. Má, má bấm điện thoại kêu y tá lộ tới chết cho tôi đi. Cho mày chết luôn. Tôi mắc bệnh á, sắp chết rồi nè. Mà cứ chửi rủa hoài à, chù cho tôi chết luôn nữa. Bệnh gì? Con nương á, nó truyền bệnh lậu cho mày rồi hả? Hay giang mai, mọc gà, hả? Bệnh á, thì chết, đừng có rên. Bộ cha bày rắn nói gì với má hả? Hả? Má nghĩ sao? Má đi nghe lời cha bày rắn vậy? Mà có không? Con nương á, nó dồn mày vô háng nó rồi phải không? Má này, nói chuyện nghe tục. Cái thằng mất dạy. Tao đập cho mày chết đây nè. Út Lì, là Út Lì. Tao đập cho mày chết nè. Trời ơi, mày hư quá xá rồi. Má ngon, má quên chúng tôi một cái đi. Tôi qua tôi đốt nhà cha bay rắn cho má coi. Cha già sớm xác, nghèo rớt mồng tơi, còn nhiều chuyện nữa. Tao hỏi, mà mày có gì với con nương chưa? Chưa. Bữa ngoài bờ sông á, bờ. Mày đừng có cà lâm nha. Bờ sông á. Tao tạt bình trà nóng vô mặt mày á. Chuyện gì xảy ra ngoài bờ sông hả? Nói cho tao nghe coi. Bữa đó tôi xỉn rồi, quắc luôn rồi. Cái con nương nó tính hãm tôi. Hả? Mai là cha bày rắn tới kịp phá đám nó đó. Vậy thôi à. Mày nói gì mà lỗ tai tao nghe lùng bùng quá. Má không tin á, đi kiếm cha bày rắn hỏi lại cho kỹ đi. Coi bữa đó tôi nằm trên hay bị đè nằm dưới là biết liền à. Trời ơi, chuyện ma quỷ gì vậy hả trời? Má kêu lụa tới khám bệnh cho tôi liền đi. Con lụa nó ưa mày quá ha. Có bệnh á thì lết lên trạm xá. Mà có lỡ á bị con nương nó lấy cái thứ kia đó thì á phải lên Sài Gòn mà chữa. Không á thì chết. Mày lẫn hả? Con lụa nó đang nằm dưỡng thương, nó chưa đi mừng được, đòi nó tới chích cho bằng được làm sao? Mày khùng hả mày? Mày khùng thiệt hay là mày khùng giả đó? Mà tôi thương con lụa thiệt mà. Tâm sự với má biết bao nhiêu lần rồi. Đi hỏi cưới con lụa cho tôi đi. Tôi chịu hết nổi rồi nè. Tôi thương có mình nó mà. Ai mà chịu cưới hả thằng kia? Mày khai thiệt đi.
bị con nương nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? Mệt quá, hỏi gì đâu nhây quá. Ổng về tao bét ổng nè. Mày liệu cái hồn đó, ngồi đó mà rên miết đi. Một hai là đòi mở quán, giờ chán rồi về nằm đó tránh đạn hả không? Trời ơi, lụa ơi, lụa.